Tiếp theo, phần 2 của cái bài này đó là quyền liên quan đến quyền tác giả. Quyền liên quan tới quyền tác giả thì nếu như mà anh chị mà hay nghe nói là người ta nói là quyền tác giả và quyền liên quan á, thì cái tên cái quyền liên quan đó là cái chữ viết tắt của cái là gọi là quyền liên quan đến quyền tác giả. Vậy thì quyền liên quan này là những cái quyền liên quan nào? Được chưa? Thì quyền liên quan đến quyền tác giả đó là quyền của cá nhân, tổ chức đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa, vân vân. Nói vậy thì nghe ghê rợn lắm nhưng mà chả có gì hết. Ví dụ anh Bình viết được một bài hát tình đau đớn để cạnh tranh với cái bài tình quay gót hay tình chua xót gì đó tôi không biết. Rồi cái bài đó được Quang Dũng hát. Được chưa? Quang Dũng biểu diễn ở cái nhà thi đấu Thuận Thảo hay cái gì rạp Thuận Thảo hay gì ở Bình Định, nó có đó là ở Bình Định đúng không ạ? Ở Bình Định là có cái gì Thuận Thảo đúng không anh? Phú Yên hay Bình Định? Trời ơi, Thuận Thảo hả? À Phú Yên. Ở Phú Yên, Quang Dũng ra Phú Yên biểu diễn cái bài hát đó. Như vậy thì cái mà chúng ta nói đó chính là cái quyền, là quyền liên quan, tức là quyền biểu diễn, quyền của người biểu diễn thôi. Nói đơn giản là cái bài hát đó của anh Bình đúng không, thì anh Bình có quyền tác giả đối với bài hát đó. Còn cái người hát cái bài hát đó là cái người có quyền liên quan, được chưa? Bây giờ cái người hát đó là có một cái người gọi là người hòa âm phối khí, bao giờ chả có người đàn đúng không, cái người hòa âm phối khí đó cũng có người. Rồi bây giờ giả sử ở cái sân khấu Thuận Thảo, Thuận Thảo anh, cái sân khấu gì tôi nhớ không chính xác, có tổ chức, có cái lần nào tổ chức Duyên Dáng Việt Nam phải không, Cái sân khấu Sao Mai sân khấu Sao Mai, còn cái sân khấu ở Phú Yên biểu diễn cái gì hả Thảo Thủy? đúng rồi, Thuận Thảo này, sân khấu Thuận Thảo này có Sao Mai không? À rồi, rồi coi như là biểu diễn ở Sao Mai, biểu diễn cái chương trình Duyên Dáng Việt Nam, có chương trình kịch đúng không, Duyên Dáng Việt Nam là có biểu diễn ca nhạc các kiểu, rồi kịch. Kịch thì bây giờ là có kịch, anh chị đi coi kịch rồi đúng không, hoặc là không đi thì không coi tivi rồi, thì có đạo diễn ánh sáng, đạo diễn âm thanh, đạo diễn về sân khấu vân vân. Thì các cái đạo, những cái người đó, những cái người mà liên quan trong cái việc là tạo ra một cái buổi biểu diễn á, hoặc là một cái buổi ghi âm ghi hình đó, những cái người đó có gọi, có quyền gọi là quyền liên quan, được chưa? Nghe bớt ghê rợn chưa? Đặc điểm của cái quyền liên quan này nó là cái gì? Thì thứ nhất, đặc điểm đầu tiên nó là cái quyền phái sinh, tức là gì? Cái quyền liên quan này nó chỉ phát sinh từ cái quyền gì ạ? Quyền tác giả. Cái quyền biểu diễn của người biểu diễn nó chỉ phát sinh khi chỉ có một cái bài hát của một tác giả nó được ra đời. Còn Quang Dũng mà hát mà không có bài hát là gì Quang Dũng hát? Đúng không ạ? Rồi, là gì? Nó phái sinh bởi vì sao? Luôn luôn phải có một cái tác phẩm gốc để nó biểu diễn. Đúng không ạ? Quang Dũng muốn biểu diễn thì có bài hát Quang Dũng mới biểu diễn được, chứ không mà Quang Dũng mà không hát thì cũng thua anh Bình, đúng không ạ? Chỉ có khi nào Quang Dũng cất tiếng ca thì mới thấy anh Dũng khác với anh Bình, còn bình thường chắc nhìn cũng không bằng ha. Rồi, cái đặc điểm thứ hai là có tính sáng tạo. Thì anh chị thấy rằng bây giờ ha, cái phim anh chị hay coi phim tàu không, bây giờ đài nào đài truyền hình nào cũng chiếu phim tàu hết á, thì Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thần Điêu Đại Hiệp, Anh Hùng Xạ Điêu, phim nào người ta cũng chiếu. Mà cái ví dụ như là Anh Hùng Xạ Điêu nó làm bao nhiêu đoàn làm cái phim đó rồi đúng không ạ? Anh chị coi từ cái hồi mà năm bảy mấy tám mấy, từ cái hồi mà cái cuồng băng bự 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 tới giờ, biết bao nhiêu đoàn làm cái phim đó, cũng là cái phim đó nhiều đoàn làm, một đoàn làm một kiểu đúng không ạ? Có phim đó thì Hồng Thất Công thì đẹp trai, có phim Hồng Thất Công thì xấu, rồi có phim thì đại loại, ví dụ như là cũng là một cái phim nhưng mà nhiều đoàn làm, một đoàn họ sẽ làm cho cái nhân vật của họ nó sẽ khác với cái nhân vật trước đây, thì tất cả những cái phim đó đều là có tính sáng tạo hết, họ đều dựa lên cái tác phẩm gốc của Kim Dung hết đúng không ạ? Nhưng mà mỗi một người họ, mỗi một cái đoàn phim, mà một cái đoàn phim họ làm, cái đạo diễn của một cái phim họ làm cho cái sự khác biệt, thì khi mà nó có tính sáng tạo thì nó được bảo hộ. Và tiếp theo là cái tính nguyên gốc, tức là nó không sao chép, nó không bắt chước vân vân.
Và tiếp theo là cái quyền này nó tồn tại song song với quyền tác giả và không làm thiệt hại đến quyền tác giả. Thì bây giờ ví dụ như đối với cái phim Thần Điêu Đại Hiệp hoặc là phim Anh Hùng Xạ Điêu, thì rõ ràng là có một cái phim kịch bản truyền hình, một cái phim truyền hình nó tồn tại song song với cái truyện của nhà văn Kim Dung, đúng không ạ? Hoặc là cái phim Tôn Ngộ Không, thì bây giờ anh chị thấy là có rất nhiều đoàn đóng phim Tôn Ngộ Không, mà thậm chí là có cải lương Tôn Ngộ Không, hài Tôn Ngộ Không, phim Tôn Ngộ Không. Thì mỗi một cái tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm kịch đó, nó được bảo hộ dưới dạng là quyền liên quan, và nó tồn tại song song với cái truyện là gì ạ? Là truyện Tôn Ngộ Không, mà nó không làm thiệt hại gì hết. Mỗi cái nó phát huy ở một kiểu, được chưa? Cái lớp nhờ cô giải thích thêm cái chỗ này không? Dạ. Ví dụ như là Trịnh Công Sơn trước ngày 1 tháng 4 năm 2001, dạ, thì cô cho thì các quyền tài sản của Trịnh Công Sơn được bảo hộ đến ngày tháng năm nào? Dạ. Đây thì bây giờ căn cứ vào cái điều 27 thời hạn bảo hộ quyền tác giả. Dạ. Như vậy thì tại khoản 2 ở cái điểm A thì những cái tác phẩm điện ảnh, ảnh sân khấu vân vân á, thì được cái quyền bảo hộ là 50 năm kể từ khi tác phẩm được công bố đầu tiên. Dạ. Rồi đến cái khoản mà cái khoản sơ á, trong thời hạn quy định tại cái điểm A và điểm B, khoản này chấm dứt vào thời điểm là 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt vào thời hạn bảo hộ quyền tác giả. Dạ. Cũng thấy cũng khó hiểu tí không? Khó hiểu gì đâu. Bây giờ cái bây giờ anh xác định ha. Cái ông Trịnh Công Sơn chết ngày 1 tháng 4 đúng không? Nhưng mà cái thời hạn bảo hộ là tính từ cái lúc ông chết hay là thời hạn tính từ cái năm, cái ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm ông chết? Cái chỗ đấy đấy cô. Thì bây giờ nhé. Năm 50 năm tiếp theo năm tác giả chết, tức là người ta sẽ tính là từ năm ông đó chết là ngày năm 2001, đúng không ạ? Từ 1 tháng 4 năm 2001, thời hạn là tính bắt đầu từ 1 tháng 1 năm bao nhiêu ạ? Năm tiếp theo năm 2001 là năm 2003, đúng không? Đây, anh Nhật ở đây, anh Nhật đừng có bị nhầm. Tức là người ta tính á, là cái thời hạn bảo hộ là tính là từ ngày 1 tháng 1 năm 2002 cộng với 50 năm. Kết thúc của cái năm thứ 50 đó là cái ngày 31 tháng 12. Cảm ơn cô, rõ rồi. Tại vì ở đây người ta tính là tính 50 năm tiếp theo năm tác giả chết. Đó, suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm của tác giả chết. Mà tính từ cái ngày bắt đầu năm tiếp theo của năm tác giả chết là có phải là năm 2002 không? Mà năm 2002, cái thời điểm đầu tiên của 2002 sẽ là ngày 1 tháng 1 năm 2002. Rồi đi tiếp ha, cái đặc điểm của quyền liên quan, cái phần này anh chị nào có thắc mắc gì không? Qua luôn ha. Rồi. Đối tượng của cái quyền liên quan này là sẽ là buổi biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Từ buổi biểu diễn này thì nó có buổi biểu diễn văn nghệ, buổi biểu diễn các cái tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh vân vân, có các loại biểu diễn khác nhau. Rồi bản ghi âm, ghi hình thì anh chị biết rồi, chương trình phát sóng thì anh chị biết rồi ha. Rồi, chủ thể trong cái quan hệ về quyền liên quan này sẽ có người biểu diễn. Thì người có ngồi người biểu diễn nè, chủ sở hữu nè, và tổ chức phát sóng hoặc là nhà xuất bản ghi âm ghi hình. Thì người biểu diễn thì nó ghi rõ luôn là diễn viên, ca sĩ, nhà công, vũ công và những người trình bày tác phẩm văn học nghệ thuật, ví dụ như ngâm thơ rồi đệm đàn vân vân các kiểu, được chưa? Múa, phụ họa, minh họa, các những cái người này đều được xem là người biểu diễn hết. Cái chủ thể thứ hai, chủ sở hữu cuộc biểu diễn thì có thể là tổ chức, là cá nhân, thì cũng như là đối với quyền tác giả thì có thể là đặt hàng hoặc là ký kết hợp đồng vân vân. Rồi nhà sản xuất ghi âm ghi hình, tổ chức cá nhân định hình lần đầu âm thanh hình ảnh vân vân, giống như Thúy Nga Paris, các cái chương trình lâu lâu như là chương trình Thúy Nga Paris 104, 105 vân vân, thì Thúy Nga Paris nó sẽ là cái nhà xuất bản ghi âm ghi hình, được chưa? Rồi tổ chức phát sóng là cái người khởi xướng và thực hiện việc phát sóng, thì cũng như là các cái đài truyền hình đó. Ví dụ như anh chị nhớ là cái vụ mà kiện lùm xùm cái vụ kiện về bản quyền truyền hình đối với bóng đá giữa Bầu Kiên với lại VFF không? Đó, nó cũng liên quan tới cái phần là tổ chức phát sóng, đó là người khởi xướng và thực hiện việc phát sóng, liên quan tới cái quyền đó. Được chưa? Rồi. Tiếp theo cái nội dung, bây giờ trong cái quan hệ pháp luật nó có chủ thể rồi, thì nó sẽ có một đối tượng tiếp theo là
nội dung, được chưa? Nội dung của nó, nội dung của quyền liên quan là tổng hợp các quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự của các bên chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật về quyền liên quan. Thì cái này nó cũng giống như là đối với tất cả các cái quan hệ pháp luật khác, nội dung của quan hệ pháp luật nó chính là quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ. Thì tương tự như vậy, đối với cái quyền liên quan thì nó cũng như là quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia vào cái quan hệ pháp luật về quyền liên quan mà thôi. Rồi. Thời hạn bảo hộ quyền liên quan là 50 năm đối với người biểu diễn, là được quyền bảo biểu diễn là bao nhiêu lâu đó, vân vân. Thì anh chị đọc dùm trong cái slide. Anh chị có nhớ gần đây, cách đây chừng 3 tháng, 2 tháng, có một cái cô ca sĩ là cô ca sĩ Lệ Quyên đứng ra kiện các cái trang nhạc không? Kiện ra kiện 8 trang nhạc trực tuyến đòi bồi thường thiệt hại. Thế rồi, kiện 9 trang nhạc trực tuyến đòi bồi thường thiệt hại 8 tỷ đồng. Thì căn cứ vào đâu cô ca sĩ Lệ Quyên này đi kiện? Bởi vì sao? Cô này là người nào đây ạ? Cô này là người nào trong quan hệ pháp luật về quyền liên quan? Cô này là người nào? Chủ thể nào? Là ai? Là người biểu diễn, được chưa? Thì cô là ca sĩ, tất nhiên là cô là ca sĩ rồi, cô là người biểu diễn, cô có những cái CD của cô, và CD của cô mới phát hành ra thì các cái trang nhạc kia nó mới bỏ lên cái trang nhạc trực tuyến, và cuối cùng là cô này đi kiện. Cũng giống như trước đây cái cô ca sĩ Mỹ Tâm đứng ra kiện Vinaphone Mobile Phone đã lấy cái nhạc của cô làm nhạc chuông nhạc chờ mà không xin phép. Ví dụ như anh chị mà muốn nghe nhạc, ví dụ như người ta muốn gọi tới cái máy của mình mà muốn nghe nhạc hay hay là anh chị để những cái câu mà những bài hát mà mình ưa thích, thì cái đó là gọi nhạc chuông nhạc chờ đó mà. Thì cái việc đó muốn lấy các cái trang mạng, ví dụ như Vinaphone, Mobile Phone hoặc Viettel muốn lấy những cái bài hát đó của các ca sĩ nào thì phải liên hệ xin phép của ca sĩ đó, còn nếu không liên hệ thì bị xem là vi phạm, và vi phạm thì kiện. Cho nên là đợt trước đây là cô ca sĩ Mỹ Tâm đã kiện các cái trang nhạc đã sử các cái nhà cung cấp dịch vụ mạng sử dụng nhạc chuông nhạc chờ không xin phép, giống như bây giờ những Lệ Quyên vậy đó, anh chị biết không? Rồi, như vậy thì trở lại cái thời hạn bảo hộ quyền liên quan này, điều 34. Thời hạn bảo hộ quyền liên quan, được chưa? Một cái vấn đề nữa, cái vấn đề này đó là bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan. Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan. Thì cái phần này nó chính là cái mà mấu chốt nhất và then chốt nhất trong cái quy định về bảo hộ nè. Đúng không ạ? Cái luật nó có được thực thi hay không thì nó phải căn cứ vào cái việc bảo hộ nó có tốt hay không. Hiện nay ở Việt Nam chúng ta vi phạm bản quyền nhiều, bản quyền mà đặc biệt là phần mềm máy tính nhiều. Đó chính là chúng ta vi phạm cái việc là cái phần mà bảo hộ quyền tác giả này nó không có đi sâu đi sát. Thì cái việc bảo hộ quyền liên quan, quyền tác giả, quyền liên quan này nó được thể hiện ở đâu? Thì đầu tiên nó được thể hiện ở dưới góc độ là nhà nước. Nhà nước đã ban hành các quy định của pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Dạ. Rồi còn các chủ thể về phía nhà nước thì nhà nước ban hành các quy định đó, và nhà nước cũng đồng thời cho phép các chủ thể có thể áp dụng các cái biện pháp khác nhau để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Thì các cái biện pháp đó là các cái biện pháp nào? Thì ở đây các chủ thể có thể tự mình bảo vệ. Ví dụ như là Lệ Quyên, ví dụ như cô ca sĩ này, sau khi cô phát hiện ra các trang mạng của mình bị vi phạm, cô đã gửi đơn thư yêu cầu đến các cái cơ quan, các cái trang mạng này chấm dứt cái hành vi sử dụng nhạc của cô. Sau khi mà cô gửi đi rồi, trong một thời hạn cô định ra là gì, trong vòng một tuần phải gỡ hết nhạc của cô xuống. Người ta không gỡ thì lúc bấy giờ cô mới tiến hành đi kiện, có yêu cầu luật sư tiến hành kiện nhân sự. Thì như vậy thì anh chị thấy là gì, trong các cái biện pháp lựa chọn quyền, người ta thấy rằng là chủ thể có quyền tự bảo vệ, hoặc nếu như mà chủ thể không tự bảo vệ thì chủ thể có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ. Và việc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ đó, nó sẽ được thực hiện qua ba cái biện pháp khác nhau, đó là biện pháp hành chính, biện pháp hình sự và biện pháp dân sự. Thì các cái biện pháp đó được quy định trong luật. Dạ. Tùy vào các cách thức khác nhau mà người ta yêu cầu bảo hộ khác nhau. Một cái vấn đề nữa là chuyển giao quyền tác giả và quyền liên quan. Thì trong cái phần chuyển giao này nó sẽ có hai cái nội dung chính là chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan, và cái nội dung thứ hai là chuyển quyền sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan. Theo Nhật, hai nội dung này nó khác nhau
ở cái chỗ nào? Một cái đầu tiên, cái chuyển nhượng á, nó nôm na như là mua đất bán đoạn á. Ví dụ như anh Nhật có một cái truyện ngắn anh Nhật viết hay quá chừng quá đổi, sau đó cái nhà xuất bản nó muốn mua lại của anh Nhật bán luôn, là mua đất bán đoạn, xong là xong, được chưa? Còn cái thứ hai là chuyển quyền sử dụng á, thì nói nôm na như là cho thuê á, tức là anh Nhật cũng với cái tác phẩm đó, nhưng anh Nhật không có muốn bán đất, không không có muốn bán đất mà bên kia cũng không muốn mua, thì trong trường hợp đó họ sẽ mua cái quyền sử dụng thôi, tức là sử dụng trong một thời hạn hạn nhất định, hết cái thời hạn đó thì người ta không không sử dụng nữa, người ta trả lại cho anh Nhật, được chưa? Thì trong hiện nay á, đối với nhiều bài hát, nhiều cái ca sĩ họ sử dụng cái chương trình là nhiều nhạc sĩ họ bán độc quyền cho một ca sĩ, thì chỉ có một ca sĩ đã hát một cái bài hát đó mà thôi, được chưa?